Chào các bạn đã quay trở lại với FG Shop. HP 348G5 là một dòng sản phẩm nâng cấp của laptop HP 14. Nâng cấp từ cấu hình và thay đổi một chút về phần thiết kế, nhưng vẫn giữ được cho mình một chất lượng tương đối là tốt. Thiết kế của HP 348G5 vẫn mang đầy đặc trưng của dòng laptop HP với các đường bọ cọc ở 4 góc. Để giảm chi phí có lợi cho khách hàng thì với phiên bản này, hãng đã sử dụng vật liệu nhựa cho bộ khung và vỏ của máy. Dù vậy, với cảm giác khi mình cầm máy thì vẫn giữ được tính chắc chắn và bền của sản phẩm. Thêm một điểm cộng đó là kích thước của phiên bản 348G5 này được thiết kế mỏng và nhẹ hơn so với các phiên bản trước, với độ dày 19,9mm và trọng lượng chỉ 1,6kg. Điều này thực sự là rất tốt với những người hay mang theo máy nhiều như mình. HP 348G5 sở hữu thiết kế tối giản với tông màu trắng bạc, được phủ lên toàn bộ bề mặt của máy. Ở giữa máy sẽ có logo HP màu bạc được bố trí một cách tinh tế. Với các cạnh hai bên của máy, hãng đã bỏ bớt những cổng kết nối lỗi thời và chỉ giữ lại những cổng kết nối phù hợp với nhu cầu sử dụng cho người dùng hiện nay. Cạnh trái chúng ta sẽ có khóa keylock, USB Type-C và khe thẻ nhớ SD. Việc trang bị khe thẻ nhớ SD này thực sự là tiện lợi với những người hay chụp ảnh vì chẳng cần xài thêm adapter. Còn bên cạnh phải chúng ta sẽ có cổng sạc, cổng mạch LAN, HDMI, hai cổng USB và giải âm thanh 3.5. Màn hình của 348G5 được trang bị màn hình Full HD với kích thước 14 inch. Mình đã thử sửa ảnh và coi video trên chiếc máy này thì thấy màn hình hiển thị mang tới chất lượng cực tốt, hình ảnh sắc nét, màu sắc không bị sai, vừa mắt với người nhìn. Và máy được sử dụng loa stereo đặc trưng, phát những bản nhạc sẽ có độ vang vừa phải. Kèm theo đó, bạn có thể sử dụng chiếc máy này làm loa chính cho một buổi tiệc nhỏ với âm lượng lớn của máy để có thể nghe những bài nhạc hoặc là xem phim. Về phần bàn phím, HP 348G5 sở hữu một bàn phím full size với đầy đủ các phím cần thiết trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, một điểm mình hơi tiếc đó là các phím được thiết kế khi nhấn chưa sâu, nhưng mà mình vẫn có một cảm giác thoải mái khi gõ phím. Kết hợp với điều đó là các phím có kích thước vừa đủ và được bố trí hợp lý. Ngoài ra, mình sử dụng đa nhiệm trên touchpad của chiếc máy 348G5 này thì cho mình một cảm giác thao tác mượt mà, không gây khó khăn khi thao tác. Cấu hình của máy thì sẽ có nhiều phiên bản khác nhau, có i3, có i5 hoặc là có i7. Với phiên bản mình đang có ở đây được trang bị cấu hình Core i5 thế hệ thứ 8, 8GB RAM và ổ cứng SSD 512GB, sẽ đáp ứng tốt nhu cầu làm việc với các bạn sinh viên hoặc là những nhân viên văn phòng. Và với ổ cứng SSD sẽ giúp cho các bạn lưu trữ và xử lý thông tin một cách nhanh chóng. Mình sẽ để link sản phẩm ở bên dưới phần mô tả để các bạn có thể tham khảo thêm thông tin và giá bán của sản phẩm. Nếu các bạn có thắc mắc gì, hãy bình luận ở bên dưới video, chúng mình sẽ trả lời các bạn. Hãy bấm like và subscribe để theo dõi những video công nghệ mới nhất. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.